nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một trục đường số kết nối với đường Thống Nhất, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng thuộc trung tâm phường 11 quận Gò Vấp nha cả nhà, để gửi khách hàng mình một căn nhà phố nằm sau lưng căn mặt tiền đường, thuận tiện cho chúng ta vừa ở vừa mở phòng công ty cũng như là tiệm nail, tiệm tóc nhỏ nhỏ tại nhà, hoặc là mở shop thời trang online, hoặc là mình mở spa cũng được luôn nha. Vị trí thì phải nói là quá đẹp luôn rồi, sát bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng luôn. Và trước khi giới thiệu sơ lược về ngôi nhà, Hằng Ni quay con đường phía trước nhà để chúng ta cùng quan sát nha. Đó, mình sau lưng căn mặt tiền đường thôi. Đường trước nhà thì được trải nhựa rộng 5m nè, cũng như là xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, vô cùng an ninh luôn nha. Đây, hiện tại thì Hằng Ni đang quay vào một buổi tối cũng hơn 10 giờ rồi, cho nên hàng xóm mình tắt đèn đi ngủ cũng gần hết rồi đó cả nhà. Hai căn bên trong cũng đang rao bán luôn nè. Căn thứ nhất nè, căn thứ hai và căn thứ ba. Đó, căn thứ nhất nè nha, căn này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho một căn nhà phố kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu, mỗi tầng được có chỗ ban công bên ngoài, với diện tích chiều ngang là 4,5m, chiều sâu là 9m. Nhà mình thì thuộc hướng chính hướng Tây, công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 3 phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, sân thượng đầy đủ luôn. Đó, gia chủ thiết kế theo mẫu tân cổ điển nha cả nhà. Giá bán là 6 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Còn căn kế bên thì mẫu thiết kế hiện đại hôm trước em có quay rồi đó. Căn này thì có thiết kế ra ô tô bên trong nhà luôn, giá bán là 7 tỷ. Còn một căn bên trong nữa, căn bên trong căn thứ 3 nè. Căn đó thì 4 x 10,8 m, nhà nở hậu là 6 m, cả nhà giá bán là 11 tỷ 400 triệu đồng thôi. Đó, đa dạng diện tích, đa dạng thiết kế và đa dạng kết cấu cho khách hàng mình lựa chọn luôn cho một căn nhà phố nè. Ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi nha. Khu này thì mình có camera nội khu rất là an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Trời hơi tối một tí cho nên em đi máy gần gần mặt tiền để chúng ta cùng xem nha. Em đang quay vào buổi tối cũng hơn 10 giờ rồi cả nhà ơi. Đó, hơn 10 giờ rồi. Hàng xóm mình tắt đèn đi ngủ cũng gần hết rồi. Đây, Hằng Ni đi dạo ra phía ngoài này một tí thôi nha, để chúng ta cùng tham quan. Chỉ với giá bán là 6 tỷ 900 triệu đồng thôi, mình đã sở hữu một căn nhà phố sát bên mặt tiền đường rồi, nằm sau lưng căn mặt tiền đường thôi nha cả nhà. Ngay phía trước này thì vị trí kinh doanh thuận tiện đa dạng ngành nghề luôn nha, tập trung rất là nhiều quán ăn cũng như là cơ sở giáo dục y tế. Đó, khoảng 6-7 giờ thì trời sung hơn nha, nhưng mà bây giờ cũng hơi trễ một tí rồi, thôi em di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà. Tính ra là chưa tới 7 tỷ đồng thôi, chúng ta đã sở hữu một căn nhà phố đầy đủ công năng cho khách hàng khi mà an cư sinh sống rồi. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm 2 lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách kết hợp với phòng bếp của gia đình mình. Nhà này thì gia chủ thiết kế theo mẫu tân cổ điển nè. Bên trên trần của mình là trần chìm nhật cấp kết hợp với đèn chùm, đèn led âm trần. Phía bên dưới là mình có bộ ghế gỗ kèm bàn trà cũng như là khu vực tivi. Đó, mình có kệ tủ âm tường, tủ trưng bày, tủ để rượu đầy đủ luôn nha. Gia chủ thì ốp gạch cao phun trần luôn. Khoảng này là mình có một cái tủ nhỏ nhỏ để giày dép nè. Rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Nhà thiết kế sơ tông chủ đạo là màu trắng. Đó, khu vực kệ tủ tivi nè, chúng ta có camera quan sát đầy đủ luôn cả nhà. Đây là những cái làm nhựa và gỗ nha. Còn đây là sử dụng là chất liệu bằng gạch đó. Đó, không gian phòng khách kết hợp với phòng bếp bên trong. Khu vực tủ để rượu nè, tủ âm tường đầy đủ luôn. Mình có một cái vách ngăn, ngăn riêng biệt giữa phòng bếp và phòng khách phía trước nè. Di chuyển bên trong ngôi nhà, phòng bếp của mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có tủ lạnh lớn 2 cánh, tủ hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và trong đó thì cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet nha. Nằm ở cuối nhà, có đầy đủ các trang thiết bị rồi, lavabo, đường sôi, bồn vệ sinh đầy đủ hết luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn sơ lược lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà.
Cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở cuối ngôi nhà nè, cho nên là từ khoảng không gian khu vực lầu 1 trở về trên, phòng ngủ mình rất là rộng luôn cả nhà. Ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly nè. Đó, bộ ghế gỗ rất là xịn luôn nha, rất là nặng và chào cầm cũng rất là chắc tay á cả nhà. Gia chủ mình để lại toàn bộ nội thất chủ thề mình khi mua luôn. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Và em xin nhắc lại, nhà mình với kết cấu là một trệt 4 lầu, có ban công sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 4.5m, chiều sâu là 9m. Nhà thì thuộc hướng chính là hướng Tây. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp bên trên gồm 3 phòng ngủ master kèm phòng thờ, sân thượng, khu vực giặt sấy đầy đủ luôn. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè. Được gia chủ thiết kế gồm một phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, di chuyển vào bên trong nha. Đây, chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị rồi. Mình có giường ngủ nè, cũng như là bàn trang điểm. Khoảng không gian bức thành tường của mình thì được ốp những cái lam nhựa da gỗ, tấm nhựa PVC nè, kèm tủ quần áo đầy đủ luôn. Tủ quần áo tông chủ đạo là màu trắng nha cả nhà. Em di chuyển lại gần hơn để chúng ta cùng xem nè. Đó, bên trong tủ quần áo của mình nha. Mỗi phòng, khu vực ban công phía trước đều có rèm màn cửa đầy đủ, kèm ban công trổ ra bên ngoài. Phía ngoài này thì mình có thể là trồng cây, trồng hoa cũng được luôn. Ban công thì gia chủ mình trổ ra 1m nha. Đợi em một tí. Rồi mình đi lên trên xem ban công phía trên nha cả nhà. Đó, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Mỗi phòng như vậy gia chủ mình đều đã lắp máy lạnh rồi nha. Chúng ta chỉ cần xách vali về ở thôi. Và bên trong không gian khu vực toilet nè, có đầy đủ hết rồi. Lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn ghi như khu vực tắm, rạch ốp phun trần luôn. Đèn chiếu sáng đầy đủ hết. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và xuống ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và em di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Đó, không gian khu vực lầu 2 nè. Ngay phía bức tường, ngay khu vực hành lang cầu thang thì được gia chủ mình dán giấy dán tường là một bức tranh nha cả nhà. Mỗi tầng đều mỗi bức tranh phong cảnh khác nhau. Em di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ thứ hai để chúng ta cùng tham quan. Phòng này mình cũng có máy lạnh riêng biệt luôn, kèm bộ ghế gỗ bàn trà đầy đủ luôn nha. Đó, chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần. Đó, rèm màn cửa hai lớp, ban công trổ ra bên ngoài. Phía trước thì gia chủ mình có trồng cây xanh á, để những cái chậu cây. Này, đây nha. À, mình có chỗ lấy nước nè, kèm phễu nè, đầy đủ luôn nha cả nhà. Khu vực phễu thoát nước đầy đủ luôn. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Nhà mình có tổng là 3 phòng ngủ, 3 phòng master lớn. Gia chủ thiết kế thì cầu thang nằm ở cuối nhà cho nên không gian sử dụng rất là rộng rãi luôn. Và không gian khu vực toilet bên trong nè cũng giống y chang tầng bên dưới. Mình có lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen. Khu vực tắm riêng biệt luôn, gạch ốp phun trần. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian tầng tiếp theo để tham quan nha. Nếu quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sửa ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 3 nè cả nhà. Đó, ngay khu vực hành lang cầu thang của mình thì được gia chủ thiết kế thêm một bức tranh treo tường nè, dán giấy dán tường nha. Mỗi tầng đều có mỗi phong cảnh khác nhau luôn. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ ba đó, chúng ta có đầy đủ hết rồi. Giường ngủ nè, kèm bàn trà, ghế gỗ đầy đủ luôn. Tủ quần áo, mảng tường này cũng được gia chủ mình ốp những cái lam nhựa và gỗ kết hợp với tấm PVC đầy đủ luôn nha. Rèm màn cửa, ban công trổ ra phía trước. Để em đóng ban công là chủ nhà mình. Đó. Mỗi phòng gia chủ đều đã lắp máy lạnh rồi. Chúng ta chỉ cần mua về xách vali vỏ thôi. Bên trên trần của mình cũng là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần nha cả nhà. Đầy đủ đèn trần chiếu sáng luôn, kèm toilet sử dụng riêng bên trong. Đây, toilet cũng có gương soi, lavabo, bồn cầu, vệ sinh.
Bạch kính ngăn nghiên vòi tắm hoa sen này đủ hết rồi. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Một căn nhà phố gia chủ đang rao bán với mức giá chỉ 6 tỷ 900 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa. Quý thầy mình quan tâm thì hãy alo cho Hằng Ly nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng cũng như khu vực phòng thờ của mình nè. Phòng thờ ông bà tổ tiên thì theo phong tục tập quán của gia đình chúng ta. À, có cửa đi di chuyển ra ban công phía trước và bên trên khoảng không gian khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ thiết kế làm giếng trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Ban ngày thì mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Em di chuyển ra ban công phía trước nè. Khu vực trồng cây, trồng hoa, khu vực giặt sấy, khu vực sân phơi của gia đình mình. Mình để thêm một cái bàn trà kèm ghế ngồi. Gia đình quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ cũng được luôn nha. Để Hằng Ly xăm nét lên chúng ta cùng nhìn ngắm view ra phía trước nha cả nhà. Đó, view ra khu dân cư ở hiện hữu hết rồi, không có bị trắng view đâu. Đây, view ra trung tâm thành phố của mình nha. Rồi với khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Với giá bán là 6 tỷ 900 triệu đồng. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt 4 lầu. Mỗi tầng đều có ban công sân thượng đầy đủ luôn. Với diện tích chiều ngang là 4.5m, chiều sâu là 9m. Thượng hướng chính là hướng Tây. Công năng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực bên trên là 3 phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, sân thượng, khu vực giặt sấy đầy đủ luôn. Đó, cho một căn siêu phẩm nhà phố tọa lạc tại một trục đường kết nối với đường Thống Nhất nha. Ngay ngã ba Thống Nhất Nguyễn Văn Lượng, mình di chuyển về Cityland Nguyễn Văn Lượng cũng như là sát bên ngã năm Gò Vấp luôn. Và di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 đến 15 phút thôi. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ly xin trân trọng cảm ơn các thầy mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.